Xin chào Nam Mình Là Hưng ạ. Yeah, cái mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Hôm nay mình chuẩn bị rất là nhiều sở tinh, các bạn nhìn chưa? Hôm nay mình tiếp tục sơ đi thử thách người cuối cùng ngừng uống nước sở tinh các bạn nhá. Rồi, hình thức chơi ngày nay mình sẽ thay đổi một chút các bạn ạ. Uống theo số lượng các bạn nhá. Và người thương chúng ta sẽ chỉ việc là chọn nút bấm với các bạn này. Bấm là nút nào mà nó kêu lên thì chúng ta sẽ uống từng đấy chai các bạn nhá. Ví dụ như là đây này. Uống 2 chai. Sẽ phải uống 2 chai, hiểu chưa? Hiểu rồi. Bấm vào nút này. Uống 4 chai. Thì sẽ phải uống 4 chai, hiểu chưa? Hiểu rồi. Phần thưởng như nào anh nhỉ? Rồi, phần thưởng mình trao người thắng cuộc sẽ là 500 đô bạn nha. Các bạn ơi. Hình phạt thì các bạn ơi. Hôm nay các bạn ạ. Hình phạt thua các bạn nhá. Mình sẽ bắt nhảy xuống hồ các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Bơi từ lội từ đầu này ra cột điện rồi lại quay về. Hiểu chưa? Đấy, nhiệm vụ là chỉ có thế thôi, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy, hôm nay ai thua sẽ phải lội dọc, bơi qua dọc từ cột điện quay về, hiểu chưa? Anh em mình thua rồi các bạn. Rồi. Đúng rồi, hiểu chưa? Hiểu rồi. Các bạn thấy video này mình hay, nhớ like và chia sẻ với ủng hộ các bạn nha. Còn giờ người chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bấm nút nha, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy. Không được bấm người ta bấm rồi, người ta mình không được bấm lại, hiểu chưa? Rồi. Đấy, ai bấm trước? Cho em bấm trước. Mình bấm lại 4 chai thì uống 2 chai. Uống 1 chai. Yeah. Cho em bấm nút này. Đây. Mất luôn. Trên mình rồi. Mình mất lần nha các bạn kia. Đúng rồi. Uống 4 chai. Người nghiện nước ngọt các bạn ạ. Các bạn ơi, Nguyên Ngọc may các bạn nhỉ, các mất lượt. Các bạn ơi, mình không phải uống đâu các bạn ạ. Trường 4 chai nha. Các bạn phải trường đen vào 4 chai các bạn ạ. Đấy. Đen đầu đỏ đít các bạn ạ. Bánh 2 chai. Các bạn ơi, 2 chai mình nước ngọt các bạn nhá. Rồi, bánh của 1 chai nha. Rồi, bắt đầu đi. Mình mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mới mở, đấy cao phí ai rồi. Các bạn ơi, mình không được uống các bạn ạ. Nghi. Wow. Trường uống cái này mình chốc một đôi hết chai luôn các bạn. Wow. Bảo nó thơm, nó ngọt các bạn ạ. Của vị nhanh châm. Nó thế nào? Không chắc nó ngọt đâu các bạn. Rồi, uống chai đầu tiên ngon đúng không? Ngon nhưng mà nó gà. Bà chụp uống nhanh lắm các bạn. Gà nó sốc lên tận mũi các bạn. Rồi, chốt đi, hai hớp là hết. Wow. Các bạn ơi, bán đâu mình không được một chai. Các bạn, cái này có gà uống khó lắm các bạn nhá. Bạn Nguyên ý là vào 4 chai rồi. Một bạn bay thối lắm. Rồi, chờ hết một chai các bạn nhá. Đây là có vị nhanh châm. Các bạn ơi, chơi ngon. 3 chai nữa. Cái này mà có lạnh mà uống mới ngon. Có gà. Rồi, cố lên. Các bạn ơi, có gà uống khó các bạn ạ. Khó. Nguyên thèm không? Cho nguyên chai đi. Rồi, chọn không thèm. Em thích lần sau em bốc em uống nhịn một lần. Làm rồi. Sao mà thèm. Cố lên. Bắt đầu đi. Không. Đấy Khánh uống đi. Các bạn vòng đầu mình may mắn các bạn ạ. Vào 2 chai bạn nhá. Bách, các bạn ơi, nước ngọt không phải là nghề mình các bạn. Bách sướng được độc một chai. Đấy, vừa uống vừa thẩm ngon các bạn nhá. Trường uống thì cố lên. Có vị chưa? No chưa? No lên đấy các bạn. Ngọt. Bạn Trường ơi, no chưa bạn Trường? Chưa, vẫn gì. Khánh uống, Bách uống đi. Các bạn ơi, mình uống, mình chốt cái chai này các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Khánh đã hết một chai rồi các bạn ạ. Khánh hết một chai các bạn nhá. Chùa cá hết răng các bạn. Ơi, mình mở 2 chai này. Lần sau mình chắc chắn là bốc phải 2 chai các bạn ạ. Rồi, cố lên. Bốc 2 chai, 2 cộng 2 bằng 4. Các bạn ơi, nó có hơi các bạn. Rồi. Đấy là ga đấy, ga. Làm thì có hơi các bạn, đây là ga các bạn ạ. Rồi, Trường nhanh lên. Rồi, chờ thêm một chai các bạn nhá. Anh xoay cho Trường. 2 chai rồi. Chờ còn 1 chai nữa. Cố lên. Xoay cho chỉ việc uống. Cố lên. Các bạn ơi. Chua các bạn ạ. Sao? Mình uống nhiều này chắc mình sợ mấy tháng mình không uống dòng đỏ các bạn ạ. Rồi, bánh chốt đi.
Đấy, ghê hết răng các bạn ạ. Ăn uống này về chắc không ăn cơm các bạn. Thèm thế, các bạn ơi, mình thèm mình không được uống các bạn. Đấy. Nhưng mà cái đây là phần thưởng của những người bốc đời như các bạn nha. Rồi. Mình không bao giờ các bạn ơi, mình còn mỗi cái chai các bạn, nhờ không uống được các bạn nha. Rồi, cố lên. Đấy, bách hết rồi bạn nha. Rồi, chỉ còn trường với lại đánh thôi. Ê, cô ơi, bật, cô ơi bật. Uống một chai ngon nhưng mà uống uống xong hai chai được ba nó kiểu mình bật, không hết hơi các bạn. Bật nốt cái chai này cho trường. Các bạn đừng uống đến chai thứ hai kiểu kiểu. Nó như thế nào? Say các bạn. Say hả? Say gai. Say là ra được. Đây. Cố lên. Không, bạn trường chết để các bạn nhỉ. Mình đang định cảnh để uống các bạn ạ. Chẳng hiểu ý mình gì. Thôi nhanh lên. Cố lên, đánh uống mạnh lên. Ngỏ phết các bạn. Wow. Đấy. Các bạn ơi, trường hết còn đúng một chai này để mình đổi cho. Há mồm ra. Các bạn ơi, mình uống chắc hai húp nữa là hết. Rồi, cố lên. Hai húp. Một húp phải kéo dài vào. Cố lên. Sắp hết rồi các bạn. Yeah. Các bạn ơi, thì chốt các bạn nhá. Rồi. Đánh chốt đi. Wow. Hết hai chai. Giờ còn trường thôi. Còn mỗi mình trường. Ui, còn có một ít. Các bạn muốn lưỡi đỏ mà. Lưỡi à? Các bạn lè lưỡi à? Các bạn đỏ hết các bạn được. Mình muốn đỏ hết các bạn. Các bạn nhìn để lè lưỡi các bạn. Lưỡi trắng xinh các bạn ạ. Mình trắng chưa đỏ các bạn. Rồi chơi nhanh đi. Khánh nhìn là lưỡi à? À, bốn chai là bao nhiêu lít nhỉ? 330 ml. Bốn chai là 4312 hơn 1 lít rồi. Lít 2. Các bạn mình hơi xây thằng đỏ các bạn. Đâu? 4312 là một lít hai, lít hai lít ba kia đó, lít ba hai, một lít ba hai cho nhít gần nhít dưới hết đi thì vật khác. Trường chịu thua chưa? Em chưa. Lốt anh lên chung bạn nhá. Hai vòng bốn nữa rồi chùm bạn chùm quẳng các bạn. Ok, chưa cảm thấy nào? Lưng lưng rồi đúng không? Lưng lưng luôn lo ngoài các bạn. Rồi, ok, quá nhiều thua chưa? Chưa. Trường kia thua chưa? Chưa. Nói to lên. Chưa anh ạ. Rồi, vòng thứ hai các bạn ạ. Vòng chơi. Rồi, mình bấm trước đi. Rồi, ai bấm trước đây? Trường bấm trước. Uống một chai. Uống một chai các bạn. Rồi, các bạn này, mình bấm chọn đây các bạn nhá. Uống hai chai. Bốn chai rồi các bạn ạ. Uống bốn chai. Chắc chắn là mất lượt rồi các bạn. Wow, hai lần luôn. Nguyên hai lần mất lượt luôn các bạn ạ. Ui. Rồi các bạn ơi, Nguyên ngạo hôm nay đỏ thật các bạn ạ. Rồi, Bách hôm nay mặc áo đỏ mà chả đỏ tí nào bạn. Bốn chai. Bốn chai. Ui, yeah. Đỏ này còn đen nữa các bạn. Khánh lại hai chai. Các bạn hai chai đỏ rồi. Trường này may nha, một chai. Các bạn ơi, mình không được chai nào các bạn. Mình uống nhiều, mình uống nhanh các bạn. Uống nhanh thì tí ra sớm các bạn. Các bạn uống nhiều. Các bạn uống nhiều xuất tinh ra sớm làm gì các bạn nhỉ? Rồi. Ui rồi nó bắn các bạn ạ. Đấy, cố lên các bạn nhá. Uống nó phịt ga lên các bạn ạ. Các bạn ơi, tem mình có mấy người nghiện nước ngọt các bạn ạ. Yeah. Các bạn mình một chai. Đấy, bạn. Mình vừa uống vừa phẩm các bạn. Rồi. Bách sắp hết chai đầu tiên rồi các bạn nhá. Cố lên. Bách à ấy phê đấy. Quá đẳng cấp các bạn nhỉ. Quá đẳng cấp. Nhưng mà mình còn đẳng cấp hơn các bạn. Rồi. Tại vì mình chưa uống chai nào. Uống Bách uống cảm thế nào? Nó no đấy các bạn. Cái nhau. Các bạn ơi, mình cũng đừng nó no các bạn. Mùi mới có 3 chai bằng gì. Không muốn đoán. Mình các có bạn. Mình hết chỗ này 5 chai các bạn ạ. Trường uống đi, không uống thì chịu thua. Mình bằng lại trường nhá các bạn nhá. Rồi. Các bạn mình nằm húp nữa các bạn ạ. Rồi, cố lên. Mình chưa được chai. Trường là tổng là 5 chai các bạn nhỉ. Nên chưa được chai nào các bạn. Trường mới bách tỷ số bằng nhau. Ngang nhau. Rồi, cố lên. Đấy, Bách uống rất khỏe bạn nhá. Wow. Bách uống đi, môi đỏ chót các bạn nhỉ.
chua các bạn là cái răng ạ. Nhưng mà uống lần này về có liệu có sợ nước ngoài không? Sợ ra mấy tháng các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, trường rất là nghiện nước ngọt các bạn nhá. Đấy Khánh như nhăn mặt lên đi. Các bạn ơi, mình chắc cả mấy hớp nữa mới hết các bạn nhá. Rồi Khánh à, Khánh à, dâu dài các bạn ạ. Mình phải cho 4 cái mất lượt nữa là mình thắng chắc luôn. Ủa gì mà cho mất lượt nữa. Thì có chuyện mất lượt mãi rồi các bạn nhỉ. Rồi, tí là vào 4 chai, 2 bằng 1 chai, 8 chai, không được tăng được 3 các bạn. 2 chai luôn. Quá đẳng cấp các bạn nhỉ. Đấy. Mình thèm quá rồi các bạn ạ. Đây. Không uống. Đây uống đi, thèm rồi uống. Tí nữa kiểu gì mình chả được uống như bây giờ mình không rồi, uống. Rồi, 3 chai thứ 3 các bạn ạ. Không đơn giản các bạn ạ. Rồi. Luộc vịt. Nhưng mà nước này nó ngọt đúng không? Ngon, nó ngọt. Rồi bắt đầu đi. Dạ, thế nhưng mình thì không phải là nghề uống nước ngọt nữa các bạn ạ. Liên tục vào. Trường có một chai thở mãi không hết. Chắc là lo à phết đấy các bạn. Mình uống từ uống nhanh như bạn bách thì không để chịu được các bạn ạ. Đúng rồi. Khánh thế nào đấy? Các bạn mình chốt cái này các bạn nhá. Rồi chốt một chai. Chốt cái này. Khánh ngon ngon không? Cố lên. Bạn Nguyên ơi. Ôi. Lo lắm bạn ạ. Lòi ra đi. Lòi ra đi. Không chịu đâu. Đấy Bách thở dài rồi. Bách cố lên. Bách uống đi. Bách uống nhiều thật. Giờ còn đâu chai rưỡi. Đấy. Cố lên. Trường có một chai mãi không hết các bạn nhỉ. Mình chốt các bạn nhá. Rồi trường chốt rồi. Cố lên. Giờ cái dòng hoa vậy phút đầy ra mặt tớ. Cố lên. Bách gần hết rồi các bạn. Gần hết rồi các bạn nhá. Bách còn đồng chai. Rồi. Bách liên tục đi. Nhìn bọn Khánh kiểu gì ấy các bạn để nhìn đấy. Khánh uống thế nào rồi? Nó lo luôn, đưng rồi anh. Đầy hơi. Tí ở ấy thôi lại bớt mà lo gì. Cố lên. Đấy, Trường chịu thua chưa? Em chưa. Rồi, cố lên. Nhổ ga lời bụng các bạn. Rồi, cố lên. Bách làm hơi nữa đi. Các bạn ơi, chắc là bọn anh ở tí là ra gặp chị Huệ các bạn. Kiểu gì chả Huệ. Rồi, hai hàng cọc đi nhau, cạn ly đi. 100% đi. Say. Nó các bạn đang say thằng đỏ các bạn. Say thằng đỏ đúng là say thật các bạn ạ. Thằng đỏ các bạn ạ. Đây là sạt tinh. Rồi cố lên. Quá chịu thua chưa? Chắc nhớ đầy bụng. Rồi chốt đi, nhanh lên. Chắc nó rớt. Không uống thì chịu thua. Cố lên. Xin thua đi. Xin thua chưa? Sắp hết rồi. Không uống thì chịu thua nha. Các bạn ơi, lo các bạn. Nó ố ga đầy bụng các bạn. Rồi chốt đi. Các bạn mới chốt các bạn nhá. Thôi. Chưa ai chưa thua chưa? Chưa. Trường chưa thua chưa? Chưa. Rồi vòng thứ 3 các bạn ạ. Đấy ai bấm trước đây? Ai bấm đi. Cho Khai. Các bạn mình chọn. Đây rồi nhá. Mất liền. Yeah. Các bạn ơi, mình bấm không biết vào số mấy đây thì mình bấm bừa nha các bạn nha. 4 chai. Anh mở 4 chai. Đây rồi anh bấm này. 1 uống 2 chai. 2 chai các bạn. Uống 1 chai. Yeah. Rồi Khánh giờ này rất là may các bạn nhá. Mình mất lượt các bạn ạ. Rồi Nguyên không thể mất lượt mà được mãi các bạn ạ. 4 chai liền các bạn nhá. Các bạn. Rồi 4 chai của Nguyên các bạn nhá. Các bạn ơi, nhiều thật. Trường 2 chai. Giờ mình say sting đối đầu. Rồi Bách 1 chai. Em xin em say chết đến rồi. Các bạn ơi, mình bỏ nó ra nhá. Ui. Rồi. Em không bỏ ra cái yêu hứng gì. Các bạn ơi, mình 4 chai. Các bạn ơi, mình 4 chai. Sting mình đỏ. Các bạn. Cạch ấy. Yes. Tâm nhá. Cố lên. Nước này vị ngon lắm các bạn. Rồi. Muốn là 4 chai đầu tiên là ngon. Bách, bạn lo chưa? Cố lên. Bạn ngoài chưa à? Bạn hướng 4 chai em bạn ra ngoan. Bạn Trường uống như nào bạn Trường? Phê hả các bạn ạ? Nguyên sắp hết 1 chai rồi các bạn đi này. Cấp đợt các bạn ạ. Cảm ơn mình
ba hớp hết chai mình khát nước nên mình uống mạnh các bạn. Rồi. Đấy, bác uống hết chưa? Cố lên mấy bạn ơi, cố lên. Chưa? Cố gì? Ngọc quá chưa? Nguyên một chai rồi nhé các bạn nha. Rồi, nguyên còn một chai. Còn ba chai nữa không? Chưa, cố lên. Bạn Nguyên ơi, cố lên. Nguyên mới bắt đầu các bạn ạ. Bạn Nguyên ơi, cố lên. Bắt đầu dạo nhà thôi các bạn. Bốn chai là ra các bạn. Đây nha các bạn nha. Các bạn vào sắp. Cố lên. Bạn Nguyên vào 4 chai chắc ra các bạn. Quản các bạn nhá. Cái chắp hết rồi. Các bạn nào chưa? Bác hay các bạn không uống các bạn nhá. Nguyên uống liên tục các bạn ạ. Đã ra kìa. Hai chai gần nồi anh ạ. Rồi, chưa phần gì. Các bạn ơi tí. Cố lên. Tí bạn Nguyên bảo chị. Cố đi. Tí bạn Nguyên bảo chị ơi các bạn. Rồi. Chị họ ơi nói chị gì các bạn. Chị họ các bạn. Chị họ. Nói hơi ngọng các bạn nhá. Rồi Nguyên hết hai mình chai. Mình chôn một chai các bạn nhá. Nguyên rất nhanh các bạn. Wow, bạn Nguyên uống một phát ba ớt và hết một chai các bạn nhá. Chay chứ kinh các bạn. Mình uống ra chai nò lắm các bạn. Mày chốt chưa? Em chưa. Đấy. Các bạn mình uống 4 chai mình xoay nước sự tinh các bạn ạ. Rồi. Chốt đi. Đấy, Nguyên không thể hết được các bạn ạ. Rồi. Chị Huệ giờ các bạn ạ. Thôi. No thật các bạn. Thôi xin thôi. Thua rồi. Đang định vui các bạn ạ. Rồi, cố lên. Rồi, chốt các bạn nhá. Cố đi. Cố lên. Rồi, bách hết các bạn nha. Rồi, chào bạn Nguyên với lại Trường ơi. Rồi, hết sao đi ba. Cố lên. Rồi, Nguyên còn mình một chai. Mình còn nốt một chai rồi nha các bạn nha. Cố lên. Bà Nguyên đo cho bà Nguyên. Ôi, các bạn ạ. Chưa. Chờ một tí đấy không sao. Chờ một tí không sao các bạn. Ok, một tí không sao lúc nào bắt đầu. Cái này tầm 2 lần nữa chắc là. Rồi. Mình uống từ từ. 22 lần nữa. Bác chào đây. Em cũng chào anh ạ. Rồi. Bác cần gặp chị mẹ các bạn ạ. Đấy, bác cố lên. Ừ dạ, bác em cố. Các bạn ơi, mình may vào lần vòng này. Cố ơi, các bạn nhá. Cố ơi. Nè, trường chốt. Cố uống mạnh lên. Cố lên mấy bạn ơi. Cố lên. Bạn Trường nó hết cỡ nha. Nguyên còn một hơi thôi. No rồi các bạn. Chốt đi. Mình thua chưa? Bạn Nguyên ơi. Chưa thua rồi. Ok. Nhìn nhiều ra. Cũng là nhiều gạo rồi, nhiều ăn rồi. Rồi, tắp hết rồi. Cố lên. Chốt. Mà 4 chai nữa là ra các bạn ơi. Bắn Nguyên ơi, cố lên. Nó thật rồi. Rồi, lốt đi. Rồi, chân nhậm. Cố lên. Nguyên thì đua chưa? Chưa. Có ai đua chưa? Rồi. Nguyên tí chơi các bạn ạ. Rồi, ai bấm trước đây? Nguyên bấm trước đây. Rồi. Mình bấm trước các bạn nhỉ. Uống một chai. Đây mình các bạn ơi. Uống 4 chai. Các bạn ơi, mình chọn đây các bạn nhá. Mất rồi. Yeah. Chết rồi. Uống 2 chai. Yeah. Rồi, ok. Rồi các bạn ơi, Nguyên rất là may, 1 chai các bạn nhá. Mình 1 chai nhá. Đấy, của Trường là 4 chai các bạn nhỉ. Sao số đen thế nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn mình lại mất lượt các bạn ạ. Rồi, Khánh mất lượt, rất là may, bách 2 chai. Mình uống luôn các bạn nhá. Lắm gì, bạn Nguyên hơn giỏi lắm, hơn 1 chai. Cố lên.
Đấy, Trường rất cố gắng các bạn ạ. Các bạn ơi, mình cũng ổn nha các bạn nha. Rồi. Wow, bên Trường cũng khỏe các bạn ạ. Ui. Wow. Hết luôn. Kinh. Dã man. Các bạn ơi, mình một chai mình cũng từ từ rồi các bạn. Rồi, cố lên. Bay trên chưa? Cố lên, cố lên, cố lên các bạn ơi, cố lên. Vừa mới cố lên, cố lên. Rồi. Trường sắp hết hai chai rồi các bạn nhìn này. Cố lên. Ui. Quá đẳng cấp các bạn ạ. Đừng lo mọi người. Đấy. Không. Bay cố lên. Rồi, Trường hết hai chai các bạn nhá. Và Trường lo bằng Trường. Nó phên các bạn. Rồi. Nhưng mình sẽ không nói gì các bạn ơi, mình nhìn tập trung uống các bạn. Rồi. Ui. Dạ man. Rồi, bác hết chưa? Đây các bạn này, bác còn một tí nữa các bạn nhá. Cố lên. Ui. Mình gần bằng bác, uống mình uống sang chai 3, gần bằng bác ngủ chai các bạn. Rồi, Trường uống rất đẳng cấp các bạn nhá. Các bạn ơi, bác Trường bằng sau 4 chai nữa khoảng các bạn ạ. Các bạn ơi, mình uống chỉ 2 hôm nữa là hết chai này rồi nha các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Mình bằng mọi người. Anh hết chai đầu tiên rồi các bạn nhá. Đấy, còn một chai. Các bạn này mình uống một chai còn bằng em ở đây luôn các bạn. Rồi. Trường uống quen thật các bạn ơi, mình nốt nha các bạn nhá. Rồi. Mình kinh phục Trường luôn, Trường uống quen thật. Đấy. Quá khỏe các bạn ạ. Các bạn ơi, và Trường là bụng trâu uống khỏe các bạn nhá. Rồi, Bách uống thế nào rồi? Chưa chưa? Cũng khá lo vậy Bách nhỉ. Ngộ ga đầy bụng anh ạ. Rồi. Nhưng vẫn ngu anh ạ. Trường kiểu như là ngấm sờ tinh dần dần ấy, vừa lấy là nó chưa ngấm các bạn ạ. Đây là uống nó bị chớ bạn nhỉ. Say sờ tinh rồi. Rồi. Bây giờ say rồi các bạn. Uống đến chai tư là say say các bạn. Rồi, Trường chịu thua chưa? Đấy, không uống chịu thua nhá. Bách cố lên. Mình phải né ra công Trường nôn rồi mình chết các bạn. Cố lên. Và Bách có 4 chai uống hơn chậm hơn bàn Trường các bạn. 4 chai uống nhanh thật các bạn ạ. Ui. Rồi. Trường cố lên. Yeah. Rồi, được rồi. Đấy, Trường quá giỏi. Thế là Trường tổng mấy chai nhờ? Tổng 12 chai các bạn. 12 chai các bạn. 12 chai. Nhiều thật. Thôi được rồi. Đấy. Quá nhiều thua chưa? Chưa. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trường vừa lấy rất là cố gắng các bạn nha. Đấy. Bốc đi. Rồi, ai bấm trước đây? Cho em bấm trước đây. Cũng bốc rồi. Uống 3 chai. Ừ. Chọn đây. Bách bốc đi, mình bốc cùng các bạn. Uống 2 chai. Rồi. 2 chai các bạn ơi. Uống 5 chai. 5 chai. Ê, mình bốc cùng à. Uống 1 chai. Yeah. Ok, rồi. Rồi các bạn ơi, Bách lần này có và các cụ gánh còng hương 5 chai bạn nha. Đấy, 5 chai, một là vỉ là có 6 chai nhưng mà mình bớt 1 chai nhá. 5 chai tốt nhất là ra đi. Khánh 2 chai. Toàn 2 chai các bạn. Rồi Khánh toàn 2 các bạn ạ. Rồi Trường may. Mình may mắn nhá các bạn, mình 1 chai. Mình 3 chai các bạn. Nguyên 3 chai bạn nha. Bách uống 5 chai mình gọi Bách là sư phụ luôn các bạn. 15. Các bạn ơi, vẫn bắt mà uống hết cái này mình gọi là Khánh các bạn ạ. Rồi, thôi bắt đầu đi. Đến được chú có thể nhí dưới nước ui. Các bạn ạ. Cố lên. Mình muốn cho các bạn nước sổ tinh các bạn. Bao nhiêu các bạn 15. Cố lên. Mời các bạn nhá. Đấy. 15 như chưa ấy. Nguyên chịu thua chưa? Nguyên nhanh lên. Em còn lâu mình chịu thua anh ạ. Các bạn này, vị giờ không có thấy vị nào các bạn nữa. Rồi. Đắng hết mồm luôn. Chua luôn các bạn. Cố lên. Đấy. Cố lên. Bách 5 chai liền các bạn ạ. Yeah. Đấy các bạn ơi, Nguyên chịu thua chưa? Chưa. Chưa anh ạ. Đấy. Yeah. Bách. Bách cố lên. Đấy. Các bạn mình chốt các bạn nhá. Uống giờ này thế nào rồi? No lắm anh ạ. Ừ, nó lên tận cổ ngược luôn các bạn. Các bạn mình no các bạn. Rồi. Lo với lại nó như nào? Đầy hơi. Đầy bụng. Đầy hơi các bạn. Đầy hơi. Rồi gặp chịu hệ chưa? Chưa các bạn, mình chưa chịu hệ các bạn nhá. Nói chung là ai mà không chịu nữa thì chịu thua nhớ chưa?
Vâng anh ạ. Bách hiểu chưa? Vâng. Không được cố quá. 315 các bạn ơi, mình ngồi nhá các bạn nhá. Cố quá thì quá cố ấy các bạn. Cố lên. Ba mình chốt các bạn nhá. Rồi, Khánh chốt đi. Các bạn ơi, uống này răng sún lắm các bạn ạ. Ghê răng. Rồi. Nguyên sắp hết rồi. Lo phết đấy các bạn nhỉ. Quá no luôn các bạn. Cố lên. Đấy, Bách từ đời chưa hết một chai. Cố lên. Các ba nhiều quá lắm các ba. Các ba mình nghĩ bạn Bách sắp giả các ba. Bị trôi các bạn nhá. Rồi. Người sắp hết chai lửa rồi các bạn ạ. No thật các ba. Rồi. Mình tổng chỗ này phải 10 chai rồi các bạn ạ. No lắm. Cố lên. Bằng sao mình 13 chai các bạn ạ. Bằng sao mình được. Bách uống đi. Bách nhanh lên. Cố lên. Các bạn mình nốt chai nhớ các bạn nhầm. Rồi. Nguyên nốt chai rồi các bạn ơi. Lặng phết đấy các bạn. Bách cố lên. Đấy, Bách hết một chai các bạn nhá. Đấy. Bách bóc hết ra đi. Không uống đừng chịu thua. Bách như nào rồi các bạn ơi. Mình cố gắng ra mình còn đầu chai này rồi các bạn. Rồi. Ăn bây giờ một hơi hết đi bạn Nguyên đi. Đấy. Sao đây? Anh Hưng ơi. Em chịu thua anh ạ. Đánh uống đi. Thua lắm rồi anh ạ. Em chịu thua đi. Vâng em chịu thua đi. Rồi. Em già đi. Lâu lắm rồi. Rồi các bạn ơi, Bách ngừng ăn, ngừng uống rồi các bạn nhá. Rồi chỉ còn Nguyên với lại Khánh thôi. Mình đây, mình ngồi giữa là giống trọng tài các bạn ạ. Khánh chịu thua chưa? Chưa anh ơi. Các rồi. Bạn thì hai húp này hết các bạn nhá. Hai húp hai gì các bạn? Cố lên. À no thật các bạn. Chắc mình hai húp nữa là hết rồi các bạn. Rồi. Cố lên, cố lên. Chốt đi, chốt đi. Các bạn này mình là giữa mình trọng tài các bạn ạ. Wow. Ok. Rồi hết các bạn. Nguyên chịu thua chưa? Em chưa anh ạ. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Sẵn sàng chưa? Đấy, còn 3 người các bạn ạ. Ai bấm trước đây? Khánh bấm đi. Các bạn mình bấm đây các bạn nhá. Uống 1 chai. Yeah. Mình bấm giữa như các bạn nhau. Uống 2 chai. Yeah. Các bạn ơi, giờ mất luật này. Uống 3 chai. Uống 3 chai rồi. Rồi các bạn ơi, Khánh nhân này may nhất các bạn ạ. Các bạn ơi, mình may được 1 chai các bạn nhá. Rồi, Trường 3 chai. Đèn thế các bạn ạ. Nguyên 2 chai các bạn nhá. 2 chai các bạn nhá. Anh ấy lại uống rồi. Điên mà. Anh 2 chai anh lại ôm mày. Ui. Bắt đầu đi. Cũng gà các bạn. Đấy các bạn ạ, uống ở đây lo rồi các bạn nhá. Các bạn ơi, lo lắm các bạn. Nhưng mà phải cố các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Rồi. Mời các bạn nhá. Tất cả các bạn đều mình no rồi các bạn. Ngon đấy nhỉ. Cố lên. Các bạn ơi. Trụ đến giờ này là quá kinh khủng rồi. Nguyên uống mấy chai rồi? Em uống hơn chục chai rồi anh ạ. Khánh mấy chai? Em 7 chai anh ạ. Rồi, Trường mấy chai? Hết chỗ này là 18 chai các bạn. Rồi, thôi bắt đầu nhá lên. Mấy mấy chai? Cố lên. Quên. Đấy các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ. Khánh là may mắn nhất các bạn nhá. Mới vần vòng bất lượt với lại cộng với lại là uống ít các bạn nhá. Đấy, no thật rồi giờ đây các bạn. Rồi, chai này phải đầy hơn đi. Người sắp hết một chai rồi các bạn ạ. Cố lên. Đấy. Rồi. Để hết răng các bạn ạ. Nguyên hết một chai các bạn nhá. Rất là cố gắng các bạn ạ. Rõ phết các bạn. Các bạn ở Trường ấy các bạn. Đấy, Trường hôm nay uống là nhiều các bạn ạ. Bạn Trường sai bạn Trường. Chúng qua Trường đỏ hay là đen các bạn nhé. Các bạn ơi, giờ nó kinh khủng luôn các bạn. Rồi, Nguyên còn chai cuối cùng các bạn ơi. Mình còn một chai nha các bạn nhá. Mình có mỗi vòng vào một chai các bạn ạ. Cố lên. Khánh sao đấy, Khánh chịu thua chưa? Chưa anh ơi, em uống 7 chai sao thua rồi anh. Rồi. Khánh may thật các bạn ạ. Cố lên.
Thôi ra nó ăn các bạn. Nhìn bụng này toàn ba chú luôn các bạn. Chỗ này của mình chắc phải ba hộp nữa mới hết các bạn nhá. Lần đầu tiên mình cũng sợ tình nó nhiều như này này các bạn ơi. Bình thường mình đi uống nước mình chỉ uống một chai thôi các bạn. Các bạn ơi, lần đầu tiên mình uống nhiều sự tinh như này các bạn. Cố lên. Cái gì? Em xin thua anh ạ. Sao? Em không uống nữa anh ạ. No lắm anh ạ. Thế ra đi cho em sắp chớ rồi. Rồi, để Trường đi ra đi. Trường ngừng uống rồi các bạn nhá. Vượt cho đây. Các bạn ơi, cho mình chốt các bạn nhá. Rồi. Đấy, Khánh chốt rồi các bạn ơi. Rồi. Vượt vào qua một tí các bạn nhá. Nỏ phết các bạn. Các bạn ơi, mình cố chốt nha các bạn nhá. Say dòng đỏ các bạn. Mình xong rồi nha các bạn nha. Rồi, quá chịu thua chưa? Vừa chịu thua chưa? Em chưa. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Đấy, ai bấm trước? Em bấm trước anh ơi. Mình chọn đây bạn nhá. Uống một chai. Yeah. Uống hai chai. Yeah. Rồi. Rồi các bạn ơi, Khánh một chai. Các bạn ơi, một chai đơn giản với mình các bạn, mới 8 chai các bạn nhá. Khánh Nguyên hai chai. Các bạn ơi, mình nghĩ bạn chịu bạn bạn nào? Bạn Nguyên ra đúng không? Bạn Nguyên ra các bạn. Đấy, hồ nước kia rồi các bạn ạ. Các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay chắc mình thắng rồi các bạn. Các bạn ơi, trông mình đen rồi các bạn. Rồi, Khánh này rất đỏ á. Cố lên. À. Khánh cũng uống hết đâu. Có anh ạ, một chai này em cố rồi anh ạ. À. Anh mới uống có 8 chai thôi các bạn ạ. Nguyên cố lên đi. Wow, các bạn ơi, bạn Nguyên tí luôn các bạn. Rồi. Uống từ từ thôi. Các bạn ạ, đến giờ này là ai cũng lo sờ tinh rồi các bạn nhé. Các bạn ơi, mình lo lắm rồi các bạn. Các bạn mình say sờ tinh các bạn. Rồi, say sờ tinh. Khánh hôm nay đỏ lần các bạn. Khánh mấy lần bất lượt liền? 3 lần anh ạ. 3 lần. Và toàn 1 với lại 2. Mình toàn số toàn. Nói như Khánh chưa 3 với 4 rồi nhỉ? Chưa anh ạ. Rồi, ok, Khánh hôm nay rất là đỏ ạ. Nguyên à. Nguyên toàn 3 với lại 2 rồi lại 4 các bạn ấy. Ôi anh ơi, em chấp nhận lỗi anh ạ. Chấp nhận thua gì? Vâng, chấp nhận thua, em không uống hết 2 này, chai này đâu rồi. Rồi. Ok. Còn Khánh phải uống bằng hết thì thắng đấy nhờ. Đúng rồi, không hết thì Khánh không thể thắng. Các bạn ơi, mình chắc phải 3 lần hay 4 lần mới hết được các bạn nhá. Rồi. Chốt đi. Lò lắm các bạn. Ồ. Tuyệt vời lắm các bạn. Chớ phát là hòa nhờ. Cố lên. Đấy các bạn ơi, nói chung là đến giờ này là các bạn là ai lo à bạn nhé. Các bạn ơi, mình lo thực sự luôn. Nếu mà để tống hai chai này vào mồm mình, chắc mình nôn mất, đằng nào mình cũng thua. Còn một tí thôi. Các bạn ơi, mình choáng đầu các bạn. Thôi mình cố các bạn nhá. Các bạn ơi, mình nghỉ một tí các bạn nhá. Rồi. Các bạn còn một tí thôi nhưng mà không phải là chốt luôn các bạn nhá. Rồi. Chưa chốt được. Không hề đơn giản đi nào. Wow. Hết các bạn ơi. Khánh hôm nay là người chiến thắng. Yeah. Các bạn ơi, ba người thua cuộc bắt đầu lội nhá. Lội ra cột điện sắt kia nhìn thấy chưa? Khánh vào đây, Khánh vào đây. Đấy, Khánh không phải lội. Rồi lội đây bắt đầu đi. Bơi ra đấy rồi bơi quay lại. Nhắm các bạn ạ. Rồi. Nhắm em đảo đi. Ok. Xuống đây. Còn lâu bị đạp được nhá. Nhắm em đảo được các bạn ạ. Lạnh không? Nhìn đạp mình các bạn. Có lạnh không? Không. Rồi bắt đầu đi. Cái anh ghi được nào ấy. Đây đứng ở đây. Nhìn xuống em đang nhìn thấy chứ được. Được. Bắt đầu. Thank you.
Mình xem lắm cơ mà.